Xin chào tất cả bà con, xin chào tất cả mọi người, một ngày mới gặp Duy Tục Lanh nha. Thì bà con chuẩn bị dịch ngày hôm nay giải cà phê tại Hải Sang cà phê London và New York tiếp tục có giảm nhẹ bà con nha. Bây giờ mình mời bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê tại Hải Sang London và New York sẽ bị giảm bao nhiêu, và sau đó mình sẽ phạt bảng giá cà phê bằng giá tiêu tại các địa phương ở tỉnh ngày hôm nay sẽ tiến độ ra sao bà con tham khảo nha. Mời bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Tại sàn cà phê Delta thì tiếp tục có giảm nhẹ bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn giao ngày tháng 5 thì giảm 11 đô xuống còn 2.001 USD tấn. Kỳ hạn giao ngày tháng 7 thì giảm 11 đô. Kỳ hạn giao ngày tháng 9 và kỳ hạn giao ngày tháng 11 đều giảm 7 đô bà con nha. Thưa bà con, công chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Tại sàn cà phê Rica có giảm bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hạn giao ngày tháng 5 thì giảm 2.30 sen xuống còn 204.00 sen trên pound. Kỳ hạn giao ngày tháng 7 thì giảm 2.30 sen. Kỳ hạn giao ngày tháng 9 thì giảm 2.25 sen. Kỳ hạn giao ngày tháng 12 giảm 2.20 sen bà con nha. Bây giờ đại phú hào mời bà con mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê, bảng giá tiêu tại địa phương ở tỉnh hôm nay xem tỷ độ ra sao bà con nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô cả tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2022. Thưa tất cả bà con và mọi người, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.